mọi người, mình là Sim đây nha. Còn mình là Cai Mùi đây. Còn tôi là Cai Gòn. Ủa, gì mà chơi game ông ủ rũ dữ vậy? Trời đất ơi, thiệt tình á, không quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thú cưng thời gian. Yeah. Yeah, vui quá. Thật là vui. Hôm nay mình và Hero Team sẽ chơi thời trang thú cưng. Và nhiệm vụ của bạn chính là mặc áo trang trí cho thú cưng của bạn đẹp nhất có thể. Và sau đó các bé thú cưng sẽ trình diễn trên sân khấu và sẽ được mọi người chấm điểm. Ai được nhiều điểm nhất người đó sẽ được top 1. Tan tan tan. Noel tới rồi, mua quà Giáng sinh thôi. Yeah. Hiện tại shop Hero đang bán mô hình Simi và Sammy siêu cute. Đây là mô hình của Sammy này mọi người, và có kèm theo một cây thông Noel nha. Còn đây là mô hình Simi Giáng sinh, phương hộ trong tất đỏ cute nè mọi người. Yeah. Hiện tại được bán trên shophero.vn nhé, và Shopee nữa nha. Bạn nào thích lắp ghép thì rước ngay hai mô hình Sim Sam về nha. Và với chủ đề đầu tiên, đó chính là Unicorn dễ thương, tức là ngựa ghi lân đó mọi người. Ok, tôi nhất định sẽ thắng trò này mới bằng được. Tạm biệt hai người nha. Tạm biệt. Ok. Bye. Với chủ đề đầu tiên, kỳ lân dễ thương hả? Mình nghĩ mình thấy đổi gọi là cho bé Shiba của mình thành bé kỳ lân. Okay. Kỳ lân. Hey. Kỳ lân. Ta 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 ta. Kỳ lân của mình nè mọi người, kỳ lân nhiều màu. Ok, bây giờ không biết mình nên làm sao cho bé kỳ lân của mình thật là nổi bật ta. Mình coi coi, hay là bây giờ mình sẽ biến mấy thành một công chúa chẳng hạn. Ủa, đi có cái nơ nè, để coi coi. À, em ấy có cái nơ rất là dễ thương, một cái đầm. Cái đầm này thì sao? Oh my god. Mình bị trùng ý tưởng rồi. No, mình không thể nào để em ấy mặc trùng đồ người khác được. Bây giờ có trang phục nào khiến cho bé kỳ lân của mình thật xuất sắc không ta? Mình không muốn trùng người khác đâu. Một cái đầm màu xanh. Ui, thật là dễ thương quá đi. Ok ok, chị sẽ biến em trở thành một công chúa nha kỳ lân. Có một cái món trang sức nào khiến em ấy xuất sắc hơn nữa không? Bây giờ mình đã có váy, mình đã có nón rồi. À, mình đã có nơ rồi nè. Bây giờ để coi coi hiệu ứng lấp lánh sao. Để coi coi. Ôi sao mình không lên được? Ủa gì kì á? Từ từ để mình coi coi. Hình như là pet của mình bị đầy rồi đúng không ta? Từ từ để mình coi coi. Mình sẽ... À, mình bị mặc chồng hai cái váy lẫn nhau nên... bị mặc chồng này mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ... tắt cái này đi nha. Đó, ok, đó. Mình chỉ mặc máy xanh và thêm cái hiệu ứng này. Dễ thương ta. Ok. Ui, kỳ lân cũng có thể thêm tóc nữa hả? Hay dữ vậy. Ok, để xin quay kỹ coi có cái món nào khiến gọi là bé kỳ lân của mình trông như một công chúa không. Kỳ lân à, nhất định này, hôm nay chị em phải giành chiến thắng đấy. Ôi tiếc là không có vương miện ha. Ê, có vương miện nè. Để chị xin đeo cho vương miện thử. À thôi, mình sẽ bỏ này đi đi. Thôi xin lỗi nha, đây vương miện. Vương miện lại che hết cái đầu em mất tiêu rồi. Không được, không được. Ôi, trời ơi, thật là khó khăn quá đi các bạn ơi. Muốn làm đẹp một bé kỳ lân không phải là dễ đâu nha. Để coi coi bên này có cái hiệu ứng nè. Ấy, hiệu ứng gọi là vàng vàng nè mọi người. Chà, bây giờ chỉ còn 2 phút thôi. Á, bên này có vụ kiện nè, sao mà không nhìn thấy ta. Ây da, trời ơi. Trời ơi là trời. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra. Ok. Chúng ta có rất nhiều gì ta, nhiều cái mỏm khác nhau này. Cái này là không có. Cái này không phải. Cái da cho em ấy đúng không? Em ấy gọi là có cái vàng làn da màu xanh các bạn. Ok, bây giờ mình nên thay em ấy tay gấu không ta? Hey. Ôi, sao em ấy còn một tay gấu vậy? Đâu? Sao mấy dịch kỳ vậy? What? Từ từ. Em mới dịch kỳ quá vậy. Ê. Cái gì vậy? Trời, kỳ lân của tôi giờ nhìn nó kỳ dữ vậy. Từ từ. Thôi ok, sao chỉ còn đúng một cái bên tai vậy mọi người? Cái này là sự bất công nha. Mình không. Sao mà thấy em kỳ lân của mình nhìn nó cực kỳ á mọi người? Hello. Tôi thấy là em ấy nhìn không được ổn lắm mấy bạn ơi. Cứu tôi. Sao kỳ lân của tôi nhìn kỳ vậy? Trời ơi trời ơi, bây giờ còn đúng 1 phút thôi. Không biết hai người kia làm gì rồi ta. No, em ấy chỉ còn đúng một tay thôi. Trời ơi. Cái gì vậy? Tay của em ấy bị cái gì kỳ vậy bạn? No.
tôi lại vô đây đó mấy bạn. Trời ơi, em Kỳ Lân của tôi thành quái vật rồi. Trời ơi, ai đó giải cứu Kỳ Lân của tôi được không? Ai đó giải cứu lấy giúp mình được không? Hả? Em mới chọc lóc luôn. Trời ơi là trời. Trời ơi, ai cứu em vậy với? Trời ơi, tôi không chấp nhận được. Em Kỳ Lân. Mọi người ơi, hãy thông cảm cho mình đã khiến em Kỳ Lân của mình trở thành một con quái vật. Trời ơi. Chị xin lỗi em. Đáng lẽ ra chị không đi vô đây. Để biết em trở thành cái này. No. No. Trời ơi. Cái phòng này là phòng gì vậy? Kỳ Lân à, chị xin lỗi em. No. Trời ơi, lần đầu chơi cái này không biết phải làm sao đây. Ủa, cái con bét của mình là bét gì đây? Bây giờ tôi có thể đổi nó thành con bét khác được không ta? Ví dụ như là con này. Đổi được. Bây giờ ở trong đây có khá là nhiều bét. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái con bét nào đó. À đây, con thỏ đây. Bây giờ mình sẽ đi kiếm con thỏ nha. Đầu tiên đó là vấn đề là mình sẽ phải gọi là trang trí với con thỏ của mình chứ, đúng không các bạn ơi? Đúng. Đây là một cái hình dạng khá là dễ thương đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho nó trở thành một cái hình dạng không dễ thương lắm đi. Cho nó thành cái hình dạng mà kiểu báo báo gì đi các bạn ơi. Bình thường đó là thỏ là ai cũng biết tới hình tượng dễ thương đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho thỏ của mình mang một cái hình tượng, đó chính là hình tượng báo chút xíu nha. Đầu tiên là tôi thấy là có cái này, mình không biết là vương miệng hay là tóc vậy ta. Nhưng mà hình như cái này có vẻ là vương miệng á chứ chưa phải là tóc đâu. A few moments later. Wow, cái tóc này nhìn cũng ok mọi người ơi. Bây giờ mình cho thêm cái sừng này nữa. Đấy, về phần đầu tóc của chúng ta là tôi thấy là cũng khá là ổn rồi nha mọi người ơi. Cho biến thành mắt đỏ, thỏ ác quỷ là phải biến thành mắt đỏ mà. Cười nữa, cho thêm cái răng nanh cười nữa, nhìn cho nó ác ma mấy bạn ơi. Tôi sẽ cho em ý một cái miệng nào đó. Kỳ Lân là bé heo. Kỳ Lân là bé heo. Không, Kỳ Lân là ngựa. Mở đây cái nào là ngựa ta? Có ai phân biệt cái nào là ngựa không trời? Một khi đã mặc vào rồi là tôi không biết làm nào để tháo ra. Ok, và tất nhiên rồi tôi sẽ cho em ý một cái áo màu xanh. Tôi không thể nào chọn chấp nhận cái áo màu khác được. Tôi phải làm màu xanh. Không, cái này mới đúng nè. Đây mới đúng là Kỳ Lân nè. Thêm cái chân thì Camu sẽ cho chân màu xanh là cũng được. À đây là cái tay. Bây giờ đến với cái chân này, cái chân bên này. Tôi sẽ chọn cái chân màu xanh đậm đi, nó mới đúng hợp lý hơn. Đấy, hay xanh nhạt ta. Thôi xanh nhạt đi, xanh nhạt nó đúng mới đúng cái màu dưới. Rồi, tôi muốn tháo cái cánh đen này quá. Mặc dù nó bảy sắc cầu vồng á, nhưng mà nhìn nó khá là lạ. Nhưng mà làm thế nào để so cái cánh bây giờ không biết nữa. Trời ơi. Nhưng thôi không sao, kệ đi. Đó, Camu nghĩ là bây giờ chúng ta xong rồi đó. Hello mọi người. Trời ơi, sai lầm của em. Em là biết con Kỳ Lân của em trở thành một con quái vật. Ok, chúng ta Kỳ Lân lại là quái vật nữa. Ok, nói chung là mọi người xem mọi người biết. Ok. Ok, và đây là Kỳ Lân của em. No. Nhìn nó sợ anh thua quá. Trời ơi, không phải vật thật. Trời ơi là trời, chị xin lỗi em nha. Trời ơi, tức quá. Ôi. Tuyệt tình đó. Rồi tới cây đoan nữa coi. Kỳ Lân dễ thương. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Kỳ Lân. Kỳ Lân thỏ ác quỷ của tôi. Ủa, ác quỷ thêm. Ủa, kèm thêm cả bò. Cai ơi, ông nhầm chủ đề, ông giờ đây đâu phải là cái con Kỳ Lân, đây là con quái vật mà. Cho bà mình sao thôi nó, mình nghĩ nó là con Kỳ Lân, nó sẽ là con Kỳ Lân, hiểu không? Trời ơi, rồi tới chị Cam ơi. Quá, Kỳ Lân của chị là. Ê, cái đó có cái chùm tóc màu đỏ giống em vậy. Không, ủa, cái đấy là chị mặc thêm vào thôi chứ không không phải giống em đâu. Trời ơi, nhìn nó không có cái điểm nào khớp với nhau luôn chị. Thôi không sao, vậy cũng được mà. Và ai sẽ là người chiến thắng đây? Chính là tôi. Có 4 người chơi chị ơi, nên là em vô top phải rồi. Không sao, mình cũng là người chiến thắng. Yeah. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hiện tại Shop Hero đang mặc áo khoác Jimmy xanh lè lè ngầu nói Sammy hồng hồng cô tê, được bán tại shophero.vn với giá 299k. Nhưng hiện tại đang giảm giá tại Shopee còn 250k nữa các bạn. Nhanh tay sang nha để sở hữu bộ áo Sim Sam siêu cô tê này nha.
Ok các bạn, bây giờ chúng tôi cùng tới với trận thứ hai nha mọi người. Trận đầu tôi đúng Sida luôn. Đây, những trận này tôi nhất định sẽ trở thành gọi là cô gái, cô bé bé dễ thương nhất. Chủ đề là cá vàng á. Để coi coi, trong này thì mình thấy không có con nào giống cá vàng cả, nhưng mình thấy bé gà con này khá là giống cá vàng. Ok, bước. Ôi, bên kia còn có gọi là thêm bé nữa. Có con nào giống cá không ta? À, cá vàng nè. Trời ơi, nhưng con cá vàng nó lù lù mà tôi không thấy. Rồi, cá vàng đây. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, bây giờ chị Sim sẽ cho em một đôi mắt long lanh. Đó. Sao cái mắt này nhìn ghê quá à? Thôi, mắt này đi. Sao mắt này nhìn ghê chứ người ta? Thôi, chị nghĩ em vẫn hợp mắt đen hơn bé cá vàng à. Ok, còn cái này là cái gì đây? Cái này là cái môi hả? Cái môi đúng không? Cái môi. Ủa sao nhìn cái môi này nhìn kỹ quá à? Rồi thử đổi cái môi nè. Ủa này giống gà rồi không được. Giờ mình phải cho em mấy cái môi. Đó, giống con cá. Đấy, ủa để có răng nữa nè, thử coi. Sao cái răng mà nhìn hài dữ vậy? Bây giờ mình đã có thân của bé cá vàng rồi. Bây giờ để coi thử coi. Mình nghĩ cá thì cũng không có gì đặc biệt quá đâu. Nên mình sẽ, bên là cái gì đây? Đuôi hả? À cái là đuôi cá, đúng rồi đúng rồi. Ok, con này là cái đuôi của con sói rồi. Ok, được rồi bé cá vàng à. Bây giờ chị sẽ cho em trở thành chú cá siêu dễ thương nhất trong cái gì ta, thế giới động vật này. Ok, bây giờ mình sẽ biến bé cá vàng này trở thành gì ta. Mình coi coi, trở nhà vua. Đúng không ta? Cũng hợp lý á. Ok, bây giờ mình sẽ cho bé cá vàng mang một cái áo choàng của hoàng tử. Hợp lý chưa, hợp lý chưa? Còn một cái áo choàng màu đỏ luôn nè. Bây giờ thiếu cái áo nữa là đẹp xuất sắc. Rồi, tới cái bạn này biến con cá của bạn này thành thiên thần luôn vậy. Trời ơi, không được, mình không thể chịu thua được. Sao bạn này lầm lố gì vậy? Mình cũng phải lố lăng ô về cho các bạn ơi. Mình không có cái cánh nè. Trời, mình cũng muốn cho bé cá của mình bằng chúng bằng bạn. Mà sao nhìn con cá này mình nhìn nó chưa được đẹp lắm mọi người. Cho em mấy nhuộm thành màu xanh đi. Cái màu mình thích đó mọi người. Được không, được không? Okay. Đây, bây giờ mình sẽ thử cho em bé cá vàng, cá xanh đi à. Đây, cá xanh được không? Xanh lè, xanh lét luôn. Rồi, ok, bây giờ chị Sim sẽ cho em một cái tay màu xanh nha. Cái này, sao cái này mình không biết nhìn nó có ok không ra cho mình. Ok, mình sẽ cố gắng sức mình. Rồi, bây giờ mình sẽ cho em một cái mỏm màu xanh nè. Sau đây cái mắt màu xanh nè. Rồi, mắt long lanh đi. Đó, mắt cầu dao dễ thương chưa. Rồi cái vây màu xanh. Đó, vây xanh cho tôi. Đấy, vây màu xanh nha. Đấy, rồi cái tay phải màu xanh luôn, cái tay này. Đó, rồi, ok. Nhìn cũng dễ thương giống tôi đó. Nhưng mà chúng ta cần làm sao để cho em này thành bé gì ta? Bé cá vàng dễ thương đó. Ok, bé cá xanh dễ thương đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi thử cái mũ này thử coi. Giống một quý cơ rồi đó. Rồi cái này sao? Trời ơi, quý cơ. Trời ơi, lady. Đó, ok, mình thấy là bé cá xanh này cũng dễ thương rồi đó. Đây có cái kính đẹp quá à. Trời ơi, mình nên làm gì đây? Mình sẽ mặc thử cái kính này. Bé cá của mình nhìn hơi bị gì tiểu thư nha mấy bạn. Xin chào các bạn. Đây chính là bé cá tiểu thư của tôi đó. Dễ thương quá à. Các bạn thấy gọi là bé cá của mình dễ thương không thì đừng quên bấm nút phụ dương biết nha. À các bạn ơi, nếu bạn nào xem tới đoạn này thì các bạn đừng quên giúp cho Sim một nút đăng ký và nút like nha. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chấm điểm với nha mọi người. Let's go. Ủa bây giờ là cái chủ đề cá vàng này là mình có nhất thiết là mình phải sử dụng con cá vàng không ta? Vàng sao vậy? À đây con cá vàng đây nè. Ồ, cá vàng đây nè các bạn ơi. Đây rồi. Bây giờ là hồi nãy là tôi chơi cái trận gọi là ác quỷ rồi các bạn. Cho nên là bây giờ trận này mình sẽ chơi nghiêm túc nha. Ok. Theo mình là bây giờ mình chúng ta sẽ nó có cái này giống nhìn giống như là đứng tối cao các bạn. Cái này nhìn giống như đứng tối cao vậy ha. À đây, cái này vua nè. Mình đeo cái này vô nó có hơi lố quá không ta, nhưng mà thôi kệ đi không sao đâu. Hai cái này là cũng nhìn nó cũng vua rồi đó, có vẻ giống là vua đó, thêm cái hiệu ứng này vô nữa. Ui, nhìn nó giống như là thần rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái tác phẩm của mình nó trở thành thần nha. Cá vàng. Có khi nào tôi biến thành cá mập cũng được không ta? Tại vì cá mập cũng là cá mà đúng không? Là vàng, bây giờ mình mặc thêm cái đồ màu vàng nữa thôi là xong rồi. Cái gì vậy bà nội? Thôi bây giờ cá vàng thì Camu sẽ cho hết những cái gì có thể màu vàng được, ví dụ ở đây. Đó, một cái mắt màu vàng. Đó, thoa ló, mắt thoa lé luôn. Cái mỏ, cái cười này. Đó, cái cười này phải màu vàng. Là vàng dữ chưa? Ủa vàng chưa trời?
không thấy được cái màu vàng đấy luôn. Trời ơi, đỉnh quá vậy. Đây, nếu mà thêm màu vàng, Camu nghĩ là Camu sẽ thích màu vàng này. Không, màu vàng này không ổn lắm. Màu vàng này thôi gì nó sai sai. Sao nó sai sai? Sao nó sai sai mọi người? Cái vàng này ủa là cá nữa chưa? Không. No. Xóa mặt xóa người kiểu gì tôi muốn xóa. Trời ơi. Cái này nó là số phận mọi người. Tôi đang mặc cái gì vậy? Ok, tiếp theo đến cái chân đúng không? Tôi sẽ không cá, cá không cần chân trên, chân dưới. À cần cần chân trên thôi. À không, cũng không cần. Có cần không? Cần. Có chứ, cần chứ. Ok, chân trên này. Đó, rồi ok, cần chân trên đâu, không cần chân dưới đâu nha. Rồi ok, vậy chúng ta sẽ đi đến khu vực nào bên ngoài nữa. Bên ngoài trang trí những cái gì đó màu vàng. Đấy. Ê, Sammy, à, tôi sẽ cosplay Sammy. Đó, Sammy sẽ có một cái vương miện trên đầu. Tôi sẽ cho Sammy một cái vương miện trên đầu. Oh, ok. Tiếp theo, còn cái gì nó màu sắc. Ồ, vương miện này đẹp hơn, vương miện này đẹp hơn. Đây đây đây, trời ơi, nó xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. 2 hours later. Rồi, tới giờ chấm điểm rồi nè Mini ơi. Ok, okay. Tiếp theo là gì đây? Nói chung á, em chỉ muốn nói rằng là bé cá của em là hơi bị đỉnh cao luôn nha. À, đỉnh em ơi, gãy sớm chưa biết được đâu em ơi. Coi cái này. Đẹp chưa? Wow. Cái vàng đứng tối cao. Đẹp nha, 5 sao. Cái là 5 sao. Nhưng mà cái vàng này là đuôi ngựa, tôi không đến thấy đúng lắm nè. Không, cái này là tại con cái vàng của em là thần á, nên là nó có chức năng đó. À, nhưng mà em thấy đẹp nha, thấy đẹp nha. Ok, rồi. Chị Camui. Chào các bạn, mình là Camui của cá vàng. Mình có một cá vàng thật đó nha. Đẹp quá hả các bạn ơi, 5 sao không nói nhiều bạn, đẹp quá. 5 wow, sao. Quá là sơn xúa, cho 4 sao thôi. Cái nào là sơn xúa, đẹp như vậy mà không chấm điểm. Ok, của em hơi lạc quẻ xíu, để em làm cho của em. Xin lỗi mọi người. Công chúa cá xanh lè lè. Hơi xa chị em. Trời ơi, chứ mà mọi người thấy của em giống quý cô sang chảnh đó mọi người. Không, một đẹp. Đẹp mà. Một đẹp. Đẹp ơi, mà. Cho 1 điểm cài chạy em cho 5 điểm. 5 Thank điểm. You, cảm ơn cài nha. Ok. Và nhưng ai sẽ người chiến thắng đây? Đó chính là Kaira. Không, nhưng mà công nhận con cá của Kaira rất là đẹp cho mọi người. Tính ra ba chúng ta được điểm. Nhưng mà yep. Và chủ đề tiếp theo đó chính là cúng con Puppy. Ok, nói chung là mình cực kỳ thích chủ đề này luôn, bởi vì mình rất thích những bé cún con. Ok, không biết các bạn nào thích gọi là những bé cún con dễ thương giống Sim không thì đừng quên bình luận video cho Sim biết nha. Trời ơi, bé bút đồ này nhìn dễ thương vậy. Trời ơi, dễ thương vậy ta. Trong này có rất nhiều gọi là bé chó khác nhau nữa. Nhưng mà ok, bây giờ mình sẽ lấy bé chó poodle của te này. Ok. Có cả gấu bắc cực nữa. Ôi, nhưng mà tiếc quá, trận này sẽ là về trận liên quan tới cún con này. Ok, bây giờ mình sẽ biến bé cún con này trở thành một bé cún con dễ thương nhất. Ok, bây giờ chị Sim sẽ làm sao cho em thật dễ thương ta. Nhưng mà tính ra chị cần nhìn em thôi, chị đã thấy dễ thương rồi, không cần làm gì thêm luôn á. Ok, sau khi cho mấy một vườn hoa trên đầu thì mình nghĩ mình sẽ cho em bé cún con này một cái bộ áo cute nữa. Có cái bộ áo nào. Trời ơi các bạn ơi, nhìn bé cún con của mình nè. Em ấy rất là dễ thương luôn. Trời ơi. Mình thấy là trong cái trận chiến này mình không cần làm gì nhiều các bạn ơi. Mình thấy là mình sắp thắng rồi đó. Bởi vì bé cún con của mình quá là dễ thương luôn. Đấy, cha, dễ thương quá. Nhìn em dễ thương y chang bé mưa vậy á. Ở đây có một cái mũ cao bồi màu hồng nữa. Wow, dễ thương vậy trời. Ok, để mình coi còn cái vật phẩm nào khiến. Ở đây có cả bánh, ở đây có cái gì bánh kẹo nè. Mình thấy là như thế này đối với mình là quá dễ thương rồi. Có khi là không thêm gì, mình coi coi. Mình có nên loại cái mũ rung ra ta. Coi coi. Nếu mình để cái mũ này ra thì mình sẽ thấy cái đầu của em ấy dễ hơn. Đấy, ok, để coi còn cái gì nữa không nè. Một ly trà sữa sao. Để chị Sim coi nha. Bây giờ chị Sim sẽ thử bỏ cái bánh donut ra để cho em uống ly trà sữa thử. Trời ơi, càng dễ thương hơn nữa.
Ok, chị xin giữ định sử dụng cái ly trà sữa dâu này cho bé uống nha. Ok, mình nghĩ của mình chắc thế này là xong rồi á. Không biết mọi người còn lại sao ta. Ok, bây giờ tới cái round này thì bây giờ mình sẽ làm sao cho nó sang chảnh. À thôi, sang chảnh không ta? Làm sao vậy? Thôi, coi coi Simi làm gì mình sẽ làm theo đi. Đi coi coi là chị mẹ Simi chúng ta đi làm cái gì với lại cái động vật của cô ấy. Vì bé cuốn con này quá là dễ thương nên mình sẽ quyết định nhảy với một điệu với em ấy mọi người. Tan 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 tan. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ cho gọi là con rồng đi. Rồng này của chúng ta thì bây giờ mình nghĩ rằng là sẽ cho nó đội cái mũ này đi. Mình sẽ biến cho cái chú rồng của mình trở thành một con rồng siêu ngầu luôn nha mọi người. Không có còn gọi là dễ thương hay gì nữa. Bây giờ sẽ trở thành siêu ngầu luôn nha. Thêm hai cái cặp sừng ở đây nữa. Và cái cánh này quỷ đâu ta. Mình đang... Ồ, từ từ, có cái tóc này ở đây nhìn nó... Ui, nhìn nó chiến á nha. Nhưng mà cái này nhìn khá là chiến nhưng mà nó sẽ hơi rối mắt một chút xíu. Ok, và chủ đề tiếp theo chính là Puppy. À khoan, pet của tôi vốn dĩ là Puppy rồi mà tôi đâu cần phải làm gì đâu ta. Đúng, đúng. Ê, ê, wow, đây là Puppy của tôi là Puppy sẵn rồi mà. Nhưng mà thôi, sao tôi sẽ làm cho bạn ấy đáng yêu hơn, cute ta hơn. Đó, bạn ấy cần biến thành Puppy và tôi sẽ cho bạn ấy thấy đây là gấu chuột thần lành rồi cái gì đó này. Ở đây không giống là... Ơ, đây, 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 các bạn cúng con ở bên này. Puppy, đừng đi xa nhé. Puppy, tôi sẽ chọn xí bà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến những cái với cái những cái hiệu ứng kiểu khác nữa. Để tôi xem nào đây. Ôi, Medusa ai cái gì đi trời. Oh my god. Puppy, để tôi xem cho xí bà được quá cha. Nhìn cũng hay quá trời nè. Tôi sẽ cho bạn một cái túi cầu vồng. Đáng yêu. Rất 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 là đáng yêu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới phần chấm điểm. Yeah. Let's go. Ok, ok. Ủa Cài ơi, chủ đề chủ đề là cuốn con mà của Cài là ác quỷ mà, cái gì vậy? Cái này là cuốn con ác quỷ với Sim đó. Không được ra. Thấy cái này, thấy bạn này màu này, đỏ mà một cái này là màu đỏ ấy Cài. Không, cái này gọi là ác quỷ vậy thôi chứ còn ra Cài sắp xếp nó rất là đẹp nha. À, ok. Một bé Shiba. Trời ơi, dễ thương nhờ. Shiba. Khi bạn di chuyển cũng có bông hoa rơi ra. Wow, dễ thương, dễ thương. Năm sao, chị ơi. Thơ quá, thơ quá, chị ơi. Dễ thương, dễ thương. Trời ơi, em ấy còn mặc váy công chúa nữa chứ. Như mọi người xem đây. Bé Poodle Cute, công chúa. Bé, lộn, bé cuốn công chúa của em. Tan 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 tan. Wow. Đúng rồi, em ấy dễ thương lắm luôn á. Hey, thank you, thank you. Trời ơi, mình nhìn em ấy, nhìn mình muốn nựng em ấy lắm luôn á các bạn ơi. Dễ thương quá trời luôn á. Biết đi lùi nữa chứ. Và người chiến thắng chính là... Là... Đám là... ơi. What? Đúng. Wow. Trời ơi, tức quá. Nhưng không sao. Trận cuối sẽ là trận quyết định. Mình sẽ không để chuyện này qua đâu. Ok, chủ đề cuối cùng cũng là trận cuối cùng. Đó chính là em bé. Em bé sao? Ok, lần này tôi quyết định tôi sẽ chọn linh vật của tôi. Đó chính là bé gấu tuyết. Gấu tuyết à, lần này chỉ chọn em. Đấy, ok, ok. Trời ơi, lần này em bé thì chỉ có thể là gấu tuyết của tôi thôi. Em bé ơi, đây. Em bé gấu bắc cực. Tan 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 tan. Ui, các bạn hãy nhìn đôi mắt long lanh của nó kìa. Trời ơi, dễ thương quá trời. Nó cũng là linh vật của Sim mà đúng không? Ok, được rồi, lần này em bé gấu tuyết này sẽ để coi coi Sim coi có cái gì để thay đổi không. Gấu tuyết là mình lại muốn mắt xanh một xíu bị y chang nhân vật của mình. À, mình nghĩ nên thay đổi xíu à. Thôi mình nghĩ gấu tuyết nên để mắt đen mọi người chứ. Chứ kia nhìn ghê quá. Và chúng ta sẽ thay đổi cho em ấy một cái mỏm màu trắng xíu. Mình coi coi có màu trắng nào nhìn nó dễ thương xíu không. Nhìn màu trắng này của ta. Ok. Và để coi coi còn cái này là mặt này, cái này là da này, cái này là tai này.
mình sẽ không kết vào với cái này đâu, bởi vì lần trước cái kia nó đã khiến cho cái con ngựa kỳ lân của mình trở thành một con quái vật mà người đáng sợ lắm. Ok, bây giờ mình sẽ trang chị cho mấy trở thành em bé gấu tuyết. Ý, ok, em bé là cần gì đây? Ủa sao có cái chậu nước ở đây vậy? What? Sao? À, cái này là cái kính các bạn ạ. À, ok, ok. Các bạn ơi, bây giờ tình hình là mình chạy nguyên một vòng, mình không thấy cái gì nó dễ thương, trở thành em bé được luôn các bạn. Đó. Dễ thương quá à. Ok, cái kính này cũng ok, còn chấp nhận được. Cái vòng là cái gì đây? Ồ, bong bóng hả? Ồ, cũng đúng, em bé thì cần phải bảo được bảo vệ. Đó, đây mình sẽ cho bong bóng. Đấy, ok, đây có một cái túi sách hình trái tim, nhưng không phải màu xanh. Mình đang thắc mắc là nên cho mấy đội mũ hay là đội gì ta, vương miệng ta. Trời, mũ kết hợp với vương miệng ra mũ vương miệng. Được chứ sao. Ê, đây có cái áo, cái đầm này mọi người. Ôi, mình hết, mình không thể mặc quá nhiều. Ok, vậy mình sẽ mặc cái đầm này thử coi. Này giống công chúa quá. Không được, không được. Này giống công chúa rồi, không được, không được. Em bé, em bé. Trời ơi, trong này không có cái gì liên quan tới em bé luôn đó mấy bạn. Trời ơi, chủ đề em bé mà cho đồ từ Nhật Bản, cho đồ toàn anime. Rồi sao tôi làm em bé được. Đây có cái áo choàng nè. Dễ thương nè. Ok, bây giờ mình sẽ cho em bé mình mặc cái áo choàng. Đây có cái nơ, nhưng cái nơ màu trắng. Trời, gấu tuyết của tôi là màu trắng mà mấy ní ơi. Ok bạn, mình đã hoàn thành xong em bé gấu tuyết của mình. Mà không biết mấy người còn lại như thế nào ta. Ok. Em bé thì bây giờ mình nên làm bằng cái nào bây giờ ta? Em bé hả? Nếu mà là trang trí kiểu đồ của kiểu giống như là trang phục của con người thì mình còn biết làm. Chứ còn em bé thì bây giờ làm sao ta? Nếu mà là em bé thì bây giờ tôi sẽ chọn một cái linh vật nào đó nó dễ thương chút xíu. Ví dụ như là con heo đi. Ok. Em bé thì bây giờ nó sẽ phải có những cái gì đó nó em bé. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Ví dụ như là cái này. Ok. Nhìn dễ thương chứ không? Ok, nhìn cũng khá là dễ thương đó nha. Thật ra là hồi nãy giờ mình chưa đi qua cái chỗ này bao giờ á, mình chưa biết được chỗ này như thế nào. Chủ đề này là một chủ đề về baby. Chủ đề về baby thì tôi sẽ cho em ý một cái hiệu ứng như thế nào ta. Đây, hiệu ứng bong bóng như thế này. Đấy, hiệu ứng bong bóng rất là thích hợp với các bạn baby đấy. Ê, tôi thấy cái này đẹp quá mọi người. What? Ê, mọi người ơi, sao bạn ấy nhìn đẹp quá vậy? Sao bạn lại nhìn cưng quá vậy? Ok, tôi sẽ chọn bạn ấy nha. Rồi thêm nữa, tôi sẽ mặc cho bạn ý những cái món đồ nhỏ nhỏ, kiểu cảm giác kiểu baby một xíu. Ví dụ như là cái... Ví dụ như là cái váy này có thể đổi được màu không? Có thể đổi được màu, đổi sang màu xanh. Ủa sao không thấy gì luôn? Đổi sang màu xanh sao không thấy gì luôn trời ơi? Thôi chuyển sang màu cam vậy. Không, màu cam thì cũng khó quá à. Cam nghĩ là chúng ta cần một cái màu cam nhạt hơn. Ví dụ như màu này đi ha. Ok ok, tôi bắt đầu thấy nó hợp lý một xíu rồi đó. Hợp lý một xíu rồi đó. Cái váy này hả? Cái này là thêm một cái hoa đúng không? Ok, cũng được luôn. Rồi, ngoài ra baby thì còn có thể thêm cái gì nữa nhỏ? Tôi không biết, mà nếu là baby thì chúng ta sẽ cần thêm cái gì nữa. À đây, cần có một cái phao. Có một cái phao, tôi sẽ xóa một cái váy này đi. Cái váy này không cần này đó, tôi sẽ cho váy một cái phao vào đây. Đúng, chính xác, cái phao này tất nhiên là tôi sẽ đổi màu. Có thể đổi màu được cái phao không? Không thể tùy chỉnh. Trời ơi, tiếc quá hả? Ê, cái mũ này đẹp nè. Cái mũ này được nha, nhưng mà đang quá giới hạn rồi. Tôi sẽ bỏ ra một cái không thể tùy chỉnh. Ví dụ cái này bỏ đi này. Tôi sẽ thay vào cái mũ này và hy vọng là tôi có thể đổi được màu. Rất tiếc bạn không thể đổi màu. Trời ơi là trời. Và cái đuôi, tôi sẽ cho bạn ý một cái đuôi baby. Một cái đuôi kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Đấy, ở đằng sau thôi, như thế là xong rồi. Yes, vậy là cái mũi đã xong rồi nha. Đó, ai làm gì thì làm, còn tôi là tôi xong rồi đó. Trời ơi, một bạn baby rất 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 là đáng yêu. Trời, baby lại còn tàng hình nữa chứ. Hút xả, hút xả, hút xả. Ô, lâu đài cầu vòng. Trời ơi, dễ thương dữ sao. Trời ơi, mọi người. Chấm điểm mọi người. Sao tắt mất hết trơn vậy? Alo? Alo? Alo mọi người? Ok, ủa? Em bé của Kai là bé heo hả? Đúng vậy, bởi vì bé heo là ai? Bé heo là Phong Cận. Trời ơi, là em bé của Kai đang là Phong Cận đó hả?
cho một vậy, đúng vậy. Cho một sao thôi. Ủa, một sim là gì của Kai mà sao Kai không cho lại mẹ? Ủa, im này dạ, buồn cười nha. Ủa, sao cái con của chị nó tàn hình vậy? Ủa, nó tàn hình luôn kìa. Trời ơi, bà đồ ông đỉnh không, đỉnh không, đỉnh không. Ghê vậy. Một sao là một sao, không có nói nhiều. Ấn tượng mà, ấn tượng mà. Đặc biệt đó. Giới thiệu mọi người, em bé của em đó chính là bé gấu tuyết của em. Thank you. Cảm ơn mọi người, nói chung thì hãy nhìn cưng nha, 10 điểm nha, 10 điểm nha. Thank you. Ok, chúng ta đã có tất cả mọi người rồi, nhưng ai sẽ là người chiến thắng đây? Bình xứng đáng. Ôi trời, hiểu sao tác phẩm của tôi lại thua cam ui luôn á. Ok. Ok các bạn, chắc video thời trang thú cưng tụi mình như này thôi. Thì các bạn thấy thế nào? Các bạn cũng đừng có việc phù cho Sim biết nha. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký cho Cam Ui và Kai Ra với tất cả thành viên của Hero Team nha. Còn bây giờ tạm biệt. Bye.